Xong xíu mình lên Sài Gòn. Rồi chú có thấy không? Chú chị lăn như vậy. Chú cũng như cũng người thân của mình cũng biết là lưu luyến rất là lâu bên giảng của Thiên Linh. Nãy giờ mình thấy là cũng hơi là tiếng đồng hồ rồi. Cảm nhận là ráng là người của Thiên Linh thì chị cũng không muốn xuất hiện nhiều một chút. Chị cũng đúng đó và thời gian để nó kiếm. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày đầu tuần mình đi làm. Cũng rất là bất ngờ, mình có rất đông khán giả từ Sài Gòn, tay về hồ cái thứ điều tiếng giả sẽ đi nha, xong mọi người nán lại bên cái phần một nghe mặt nha. Chuyện này
đốt ngang chưa lại? Chưa. Thả ảnh đốt. Mày là chắc xây lồng lẫy rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.